tươi quá ha, cái này mới gỡ lứa ra luôn. Chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em. Sáng sớm hôm nay á, em sang có dạo quanh bờ kè trên sông Cà Ti gần cảng Phan Thiết á, mua được một ít hải sản. Cô chú anh chị cùng xem em sang mua được những gì nha. Con cá này á là con cá mai. Sáng sớm á, em thấy hai cô chú đứng gỡ cá tươi quá cho nên là em mua 2 kg luôn. Cá mai á nhìn nó giống con cá cơm nhưng mà cái thân của nó sẽ dẹp hơn một xíu. Với lại cái giá của nó cũng là cao hơn cá cơm nhiều lắm luôn. Cá này ở em thì lâu lâu mới là có. Ghẹ này ở em gọi là ghẹ dĩa. Sáng em mua có 70 ngàn một ký thôi. Nhìn vậy chứ ăn cũng ngon lắm á. Cá mai có một cái lớp vảy nhỏ như vậy nè. Em sẽ dùng dao để mà đánh vảy cho nó sạch. Ghẹ để lâu nó sẽ không ngon cho nên là em sẽ hấp ghẹ trước.
rồi lát nữa em đi nấu sau nha. Cá mai á, hôm nay em sẽ làm gỏi. Làm gỏi cho nên em sẽ phi lê lấy cái phần xương của cá ra. Ghẹ chín em sẽ để qua một bên, em đi làm gỏi trước nha. Cá mai phi lê xong á, em sẽ cho vào đây một ít muối hột. Làm như vậy cá của mình nó sẽ được khô hơn. Cá mai ngâm muối hột xong á, em sẽ đi rửa lại rồi vắt cho nó ráo nước. Chanh á, em sẽ vắt lấy nước cốt. Em sẽ cho nước cốt chanh vào đây. Cá nãy giờ em để cũng lâu rồi á, giờ em sẽ đi vắt cho bớt cái phần nước của cá nha. Em sẽ đem ít đậu phộng để em đi làm cái phần nước chấm ăn kèm với gỏi của mình á. Đợi em đang nãy giờ cũng chín rồi á, để em cho nó ra một cái vỗ. Trong lúc đợi đậu phộng nó nguội á, em sẽ đi băm một ít sả với lại tỏi. Đậu phộng rang xong á, em sẽ cho vào cối để mà đem đi xay.
Em cho thêm nước vào đây. Em bắt lên đây một chảo dầu, dầu nóng em cho sả với tỏi vào. Sả với tỏi nó vàng á, em sẽ cho thịt xay vào đây. Cái phần nước sốt này á, cô chú anh chị không muốn cho thịt xay cũng được, tại vì em muốn cho phần nước sốt của mình nó có một cái vị ngọt ngọt á, nên em cho thêm thịt xay vào. Phần thịt đó nó cũng đã chín rồi, em cho nước đậu phộng vào đây. Em sẽ cho tiếp gia vị vào đây. Cái này là đường, nước tương với lại một xíu hạt nêm. Em thì em muốn ăn cay một xíu á, cho nên em sẽ cho thêm một ít sa tế nữa. Cô chú anh chị nào mà không thích ăn cay á thì khỏi cho sa tế nha. Em sẽ nấu cho cái phần sốt này nó keo lại một xíu. Trong lúc đợi cái phần nước sốt nó keo á, em sẽ đi băm một ít ớt với lại em đi xay cái phần bánh tráng luôn. Bánh tráng á, em sẽ đem đi nướng, rồi lát nữa em đem đi xay bỏ vào trong phần cá của mình để mà cho món gỏi của mình á, nó không có bị ướt. Bánh tráng nướng xong á, em sẽ bẻ nhỏ như thế này để mà khi xay á nó dễ xay hơn. Tay á, em sẽ thái lát mỏng. Cái phần nước sốt của em á, nó keo lại như thế này là được rồi nha. Có dịp á, cô chú anh chị mình nên thử cái nước sốt chấm này nha. Nó vừa béo béo nè, mặn nhẹ nè, ngọt nhẹ nè, thơm nữa. Giờ em sẽ đi trộn gỏi cá mai. Em cho cái phần cá mai đã tái chanh vào đây. Em cho tiếp sả băm. Tỏi băm. Với lại ớt băm. Em sẽ cho tiếp cái phần bánh tráng vừa nãy em vừa mới xay á vào đây luôn. Cái phần bánh tráng xay á mà cho vào gỏi của mình á sẽ làm cho cái phần cá nó khô hoàn toàn luôn. Em cho vào đây một ít hành tây luôn. Em sẽ cho nó ra một cái dĩa. Em sẽ rắc thêm cái phần bánh tráng xay lên trên này. Món này em sẽ ăn kèm với lại bánh tráng, rau sống, chấm với lại cái nước sốt đậu phộng. Ghẹ em sẽ tách càng với lại cắt nhỏ con ghẹ ra. Thank you.
kìa, hôm nay em sẽ sốt bơ tỏi. Em sẽ phi thơm tỏi như thế này. Em cho bơ vào đây luôn. Phần tỏi nó vàng á, em sẽ cho vào đây đường, dầu hào, tương ớt, nước mắm, thêm một ít sa tế nữa. Em cho tiếp phần ghẹ vào đây. Do là có mấy mẹ con thôi á, cho nên là em sẽ xào ít ghẹ thôi, còn lại em sẽ đi hấp để mà cho ba em ăn. Món ghẹ xào bơ tỏi của em á cũng xong rồi. Để em cho nó ra cái dĩa rồi mời mẹ ăn nha. Ra ăn với tụi con mẹ ơi. Ăn. Gia đình của em cùng mời cô chú anh chị ăn gỏi cá mai với lại ghẹ cùng nhà em nha. Cái mũ chuyện hồi đó gánh muối lên trên nó tới mình đi xe, nó tới Liên Hương nó bỏ mình, xong mình gánh lên trên Lạc Chị, gọi là Lạc Chị á. Xong rồi Lạc Chị là ở đâu mẹ? Liên Hương lên Lạc Chị luôn cây dừa á. Giờ gánh lên đó xong á ngầu nghỉ xong đầu cái buồn ý giờ khóc à. Xong khóc ý là nghĩ lúc đó có bầu rồi gần sanh mà không có tiền khóc. Xong rồi lỡ mấy bà ở trên Lạc Chị á kêu nó, xong nó ủa sao cô khóc vậy, cô nó nghĩ buồn rồi gì nữa. Xong mai cái bà nói thôi để mai giới thiệu vô mời bà con đây đẩu cần muối hộp á, gánh 80 kg á, về đẩu gạo về xong đồ bây vô nói mai á con đó nó vô đẩu gạo dùm cho nó thấy tội nghiệp nó, xong về sớm không về nhà. Xong má hỏi nó bữa đi về sớm với con á. Dạ bữa đi con người ta mua đất rồi không, bữa đây con hết sớm về xong rồi phải ớt không đâu, về bỏ lửa xong rồi hầm muối lại xong rồi mới là có chiều mai đi bén lại chứ nào sửa phải về mà nghỉ đâu muốn chân à. Ê cô lấy chồng chi? Mà muối nó dần ăn phòng mặt phòng mày luôn, khỏi lấy chồng là khỏi có bí sen luôn. Đúng rồi, quấy rượu đen thì lùi luôn chợ. Người ba hỏi sao khóc nữa. Chị Trang làm nước sốt này nhìn nó ngon. Ngon, đậu phộng á. Đậu phộng xay ra. Thời của dì Chín thì khổ theo cách của dì Chín, mà thời của tụi con khổ theo cách của tụi con. Thời đó là Chín khổ là đi chặn bò. Chặn bò mấy con bẻ ngu không? Chính cũng suy nghĩ nữa, mấy con mẹ đi hái ẩu mà cũng ngu nha, mấy mẹ là đi vô đó hái, còn gì chính ở đây thì chính suy nghĩ. Giờ suy nghĩ xong đầu mình coi dồn cái ẩu nào ngon xong mình bỏ đồ vô trong, rồi xong mình nhảy vô mình hái lên, mình nhảy ra liền. Còn mấy bà vô đó quằn đó, chú cha nó bắt được, nó quýnh lồi tinh luôn. Chú cha em nói bà Chính bà khôn này, nó sao mấy bà đi ăn trộm mà phải lanh như gì á, quýnh mấy bà. Mấy bà vô đó bà tìm ẩu ngon á. Còn tôi đứng đây tôi nhìn cái ẩu ngon rồi, bỏ đồ chồng nhảy vô quất. Thế là đúng mẹ kể thì mẹ kể chị đi ăn chờ. Hồi lúc nhỏ mà ăn phải có một hai lần ăn chậm vậy á. Còn bò gì ngủ mấy bà luôn. Thời của gì chứ hái ẩu, thời mình đi hái ốc đào sao?
nhận đồng đó là nhận đồng dạy nhà ông sao hiếp mẹ nạ có đào á lên hát cái dược dược xong có đập ga đập đinh thấy gì không có phóng qua thằng gạo qua khi vòng nói nhiều khi đập mà bỏ vô dép á đập ga quá trời. Gia đình của em xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp cô chú anh chị ở những clip sau hay hơn nha. Nhớ bà con xem like ủng hộ bấm nút nha. Bye bye.